có phải ngoài trời đang mưa? Em ơi có phải không em? Mùa xuân, mùa đông giá băng anh đang chờ. Mùa đông giá băng anh đang tìm, tìm lại áo cưới cho em. Ôi mất tình lại buồn hay sao? Cho anh hỏi nhỏ một điều mới. Mùa đông ai anh đang tìm, mùa đông ai anh đang... Hello, chào các anh chị nha. Trời ơi là trời. Chào à, Nguyễn Hạnh, Minh Mang, Nguyễn Hùng Vũ, lại thằng mặt lầu. Ha ha, ông lụa mới vô là ông chửi tôi là thằng mặt lầu. Bây giờ ông có nói chuyện lịch sự được không vậy? Tôi chưa có nói một cái gì sai là ông vô chửi tôi rồi ông Minh Vũ. Sao ông lạ quá vậy? Tôi chào ông, thấy tôi người lịch sự không? Thấy không? Hùng Vũ chứ quên. Có người dù sao đi nữa, mình cũng là người Việt Nam, ăn nói cái gì phải có lịch sự. Tôi có chửi anh trước không? Anh vô sửa, anh xỉa vô là không biết tôi là ai. Hay tôi nói gì không? Lại là thằng mặt lồn. Cãi đi, cãi đi. Mặt lồn, cái lồn nó quý lắm á. Có cái lồn nào không? Có lồn chống nổi đâu. Bởi vậy anh lịch sự xíu ấy. Tôi chào anh Hùng Vũ, anh phải chào tôi lại lịch sự chứ. Đúng anh đi ôm, lại là thằng mặt lồn. Ông chém tôi hả? Ông có can đảm chém không? Hả? Ông có can đảm chém không? Ông có biết biệt danh của tôi là gì không? Thằng cho anh khùng á. Ông trước khi mà ông nói những cái lời mà giao chém á, đừng có nói trên anh hùng bàn phím. Ông nói điện thoại với tôi hoặc gặp mặt tôi đi, ông hẳn nói. Còn đừng có anh hùng bàn phím. Chưa biết cái người đối diện của mình là ai thì đừng bao giờ mở miệng ra là mình phải thứ mà gọi là, thấy không? Mở miệng ra là mình chưa biết cái người đó thử mình là ai thì đừng bao giờ hù dọa cái đó mà để chém người ta hay gì đó. Ok, chào Nguyễn Tuấn nha. Hôm nay mình lên đó mình chia sẻ. Mấy hôm nay ở bên này, bên chỗ khu mình ở á, khu bên Bắc Cali á, thấy không, là bão các anh chị biết hả? Nước ngập mà nó ngập qua xa lộ, ngập cả thước nước á các anh chị. Nước mà nó mưa, mà nó mưa ròng rã, nước cống ở bên Mỹ mà nó cống thoát không kịp á. Anh chị thấy chia sẻ trên nhà tôi không? Từ cái chỗ Gilroy mà tới nhà tôi á, lái xe tới nhà tôi chưa tới 25 phút nữa mà nước nó ngập tràn lan. Hồi tối hôm qua tôi ngủ, sáng nha tôi dậy mở mắt ra trước nhà tôi cái cây bự nó sập xuống, nó đổ xuống mà sáng giờ tôi bận tôi đi, tôi không chụp hình quay phim cho các anh chị coi. Nó đổ ngã sập nhà. Mấy hôm nay ở bên này ghê quá, đất nó lỡ, trời ơi nó lỡ xuống mà các chị biết ở bên mấy vùng núi á, lỡ xuống cây mà cây, mấy cây thông mà bên này nè, tôi cho các chị coi á, mấy cây thông mà cỡ giống như, mấy cây thông mà nó cao có mấy, nó gọi là, đó khoảng nhiều á, đó mấy cây thông cỡ này không xi nhê nha, cái cây này bằng cái cây nhà tôi, sau lưng nhà tôi thôi, cũng có mấy cây nó cao gấp đôi lần đó đó, là khoảng chừng 40-50 thước á, cao á, mấy cây thông á, mà sập xuống luôn mà nó đè đường, cắn ngang đường luôn á, ghê lắm. Đù mẹ nó, nước mà nó xuống có nhiều cái à. Cái chỗ khách sạn tôi đang làm á thì trên cái mái nhà đó chưa có làm, chưa có sửa. Đù mẹ sáng ra đụng mẹ thợ tôi, nó nói trời ơi bước vô giống như cái hồ bơi vậy đó. Mình đang đi làm về, chào tất cả các anh chị nha, chào Cường Nguyễn, Hưng Lê, mình đang đi làm về. Ở bên này bên Mỹ giờ 5 giờ chiều rồi bạn. Bên Mỹ 5 giờ chiều rồi, tôi chào buổi sáng tất cả các anh chị nha, chào tất cả mọi người. Mình muốn chia sẻ mà bên này nó bị, mấy hôm nay nó bị thiên tai á. Còn ở trên cái vùng cách nhà tôi đây khoảng chừng 4 tiếng, tuyết mà coi như tuyết, nó đi ngoài đường mà xe nó trơn mà đụng lái không được luôn á, lái không được luôn. Ứng quá trời à, cỡ mà Việt Nam mình á đó. Tôi nói nước ngập đỏ Việt Nam, thiên tai ở Việt Nam không ăn su, không ổng suy dê vậy. Ở bên này mà mỗi lần mà nó sập một căn nhà, mỗi lần mà cây mà nó sập nó đè lên một căn nhà, bảo hiểm mà nó đền, nó có nhiều căn nhà nó đền nguyên căn nhà là mấy trăm ngàn đô. Những thằng sửa nhà, những thằng mà công ty xây dựng giống như tôi á thì rất là thích, nhưng mà cái đó mình không có trù, cái đó nó không tốt, tại vì mình làm cái này mình cũng phải
kiêng đồ, gọi là mình không có phải là có lòng ác của nhiều người. Giống như bán hòm thì người ta sẽ giống như người ta cầu cho có người chết để bán hòm, đúng không? Còn mình giống như là cần phải nhà cháy hay là nhà hư để mình có, để mình có sửa, nhưng mà mình không có cái đó, mình không có cái suy nghĩ đó các bạn. Trời ơi, nước nó ngập, sáng nước nó ngập ngập mà ngập chưa từng bao giờ mà tôi thấy ngập giống như nước Mỹ mà nó ngập vậy đó. Mà cái vùng của tôi ở bên này nha, dùng là dùng Bắc Cali cái San Jose đó là vùng cao đó nha. Mà các anh chị thấy tôi chia sẻ hôm qua trong nhà tôi á, là trên đài truyền hình nó quay á, chứ không phải là tôi quay đâu, mất công tôi quay là lại bảo là đủ, tôi là đủ ma xạo rồi, rồi thằng này bưng bô cộng sản nữa. Nước nó ngập tràn qua qua cái đường lộ gần 2 cây số mà nước nó tràn qua là còn một nửa thước, hơn nửa thước á, tới nỗi đó luôn, nước nó ngập lên gì đó. Thì vậy á, mình hỏi vậy nè, cái thằng Sonny á, mình mới áp dụng vô cái ngày hôm nay á, là mình để mình nói chuyện chuyên là về thằng Sonny với lại thằng những thằng 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 Trương, à thằng Trương Quốc Huy, thấy không? Thì ta nói hai thằng bay nè, điển hình rõ ràng, thấy không? Thiên tai là cái chuyện ông trời, đúng không? Tại sao chúng mày lên nói ở Việt Nam thiên tai là lũ lo cộng sản, vậy thì thiên tai ở bên Mỹ thì tai ở đâu ra? Cũng lỗ thừa cộng sản Việt Nam mà. Mình cái gì mình nên nói thì mình nên nói, còn cái chuyện gì mình không nên nói thì mình đừng nên nói. Ví dụ như mình con ghét cái trong cái chế độ nào nó cũng có người hư có người tốt, giống như trong cái chế độ trước cũng vậy, bây giờ chế độ này bây giờ cũng vậy, thì từ từ để người ta mới giải quyết được cái chuyện mà gọi là chân chân thanh trừng rồi lọc những cái người tốt ra. Thấy bây giờ không, tới nói bất cứ chuyện ông Trọng cũng làm, không chơi hết, chặt hết, chém hết, rõ ràng không? Nhưng mà các anh chị, có nhiều các anh chị mà lên đây rồi mình cực đoan quá, cái gì cũng như mình đừng có nên cực đoan, giống như cái anh Hùng Vũ hồi nãy vậy. Tôi vô tôi chả có nói gì, anh vô cũng lại thằng mặt lồn này nữa, thấy không? Mình cũng là người Việt với nhau, anh cũng nói tiếng Việt, tôi nói tiếng Việt. Ví dụ như anh không thích tôi thì nói là đúng, có mày sao mày nhiều chuyện quá, hay là cái gì vô chưa gặp cũng nghe biết bao nhiêu người ở trong này, chưa vô chào người ta, chưa vô nói gì hết là bắt đầu cái là chửi chửi đó, là đủ mặt này mặt nọ. Còn mặt anh là mặt gì? Nếu mà tôi cái mặt tôi là mặt đó là cái anh là cái mặt gì? Mình cái gì cũng vậy, mình lớn rồi, đúng không? Thì mình phải giải quyết những cái gì mà nó sạch sẽ đẹp, giống như mấy cái chuyện mà gọi là ở Việt Nam mình đó, là đủ má kẹt xe quá à, ở Mỹ không kẹt xe, ở đây tôi cho có bằng chứng rõ ràng, tôi nói người này có đó, có kẹt xe hay không đó, mình cho coi. Ở Mỹ là không bao giờ kẹt xe đó, Mỹ là không có bao giờ mà nó có rác, không bao giờ. Chào tiếng phạm nha, gọi tôi đại ca tôi sợ quá, tôi quỳ xuống lại. Mỹ không có rác đâu, đó rác kìa. Mình cái này là mình không có nói xấu nước Mỹ, mình chỉ là mình nói chuyện, sự thật thôi. Mình làm cái gì cũng vậy á, phải không anh Hùng Vũ? Tôi nói đúng không anh Hùng Vũ? Hả, anh muốn lên đây nói chuyện tôi không? Lên đây nói chuyện, lên đây thí dụ anh không thích anh chửi tôi cũng được đó. Đó các anh chị, bây giờ là tôi từ đây, tôi đang ở thành phố Oakland, California. Thành phố Oakland đó là cái thành phố, một trong những thành phố, một trong những thành phố là cái thành phố là nguy hiểm nhất nước Mỹ. Thứ nhất là thành phố Oakland ngày xưa, Chicago với lại LA, bây giờ là Oakland là cái thành phố này là coi như băng đảng xì ke ma túy Mỹ đen bắn giết người là lớn nhất, nhiều cái gọi là tệ nạn xã hội là nhiều nhất, nhưng mà tôi vẫn qua đây tôi làm. Những người Việt Nam á, người ta ở cái vùng xa giống như tôi đồ lên á, anh mời ấy đi, rồi tôi mời anh lên nè. Tôi rồi mẹ, để tôi không được, anh phải anh Hùng Vũ, anh phải giống như anh nhảy, anh xin vô, anh vô á rồi tôi mới được chứ, tự nhiên cái tự nhiên anh không có kết bạn với tôi rồi cái gì đó, rồi tôi mời lên không được. Để tôi coi cái, tôi là bình thường lắm anh Hùng Vũ ơi, mà anh có ghét tôi hay là mình có đi đúng đường hay không đi đúng đường thì tôi cũng bình đẳng bình thường á. Tại vì ở ngoài đời á, mình là cũng là người Việt với nhau, đâu phải là gì người kẻ thù đâu, mà mình thấy ngày xưa mà kẻ giặc đụng mày nó qua nó giày xéo đất nước mình rồi này, đủ thứ, mình còn không giống như giặc Mỹ giặc Tây giặc Pháp đó, nó giày xéo nó giết người mình rồi mình còn 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 à, bây giờ mình không không thù hận nữa, mà tại sao mà
mà tại sao mà mình phải đi, mình người Việt với người Việt với nhau mình phải thù hằn để làm gì? Thời gian nó ngắn ngủi lắm anh. Tôi chào các anh chị nha, Đại Lượng nói tôi là lúc này nhìn ốm, đúng rồi. À, mình lúc này mình lớn tuổi rồi, mình kiêng ăn bớt Đại Lượng, tại vì nó không ấy. Tại vì anh Hùng Vũ anh không có biết tôi ngoài đời, chứ mà tôi bạn tôi ngoài đời nó vui lắm. Tôi nói là má tôi đi về Việt Nam hay là ở đâu vậy đi nhậu với nhau vui lắm. Tính tôi thì cọc lắm, tính tôi cọc nhưng mà cái tôi không để bụng. Tôi nóng lắm, lúc mà tôi còn trong quân đội cũng vậy đó. Tôi bị kỷ luật 2 lần đó chứ. Tôi đi lính Mỹ mà. Lúc mà còn trong quân đội cũng vậy đó, cọc lắm. Thủ trưởng mà nói cái đó tôi cự à, đúng thì tôi im, còn không có tôi cự lại à. Mấy ngày mưa ở bên Mỹ á, ngay nhà tôi á, ngay nhà tôi trời ơi, nước ngay vòng 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 có nước nó ngập, nó ngập mà ngập sợ luôn á. Các chị biết là các chị biết là tại vì tôi á thì cũng không phải là gì, đúng là người bình thường thôi. Tôi họ tại vì tôi nói nhiều khi á các chị mình anh Hùng Vũ anh nói anh ở Washington hả? Washington là gì? Anh ở Washington là ở đâu? Tôi không biết. Washington State hay là Washington DC? Nếu anh ở bên Mỹ thì anh cũng hiểu rồi, người Việt mình với người Việt mình có cái gì đâu ghét. Cho dù anh ủng hộ của chế độ cũ hay là tôi thì cũng chả có ủng hộ cái chế độ nào hết á. Tôi ở bên Mỹ thì các anh chị cũng biết rồi. Bây giờ mình lên đây mình nói á, tôi thì cũng chả có làm gì được cho cả đất nước Việt Nam, hay là tôi là cộng sản hay gì. Có nhiều người lên họ chụp mũ tôi nói là tôi là cộng sản, không có. Tôi là người quốc tịch Mỹ, tôi nhà cửa tôi ở Mỹ, tôi công ty tôi ở Mỹ, cái gì cũng vậy đó. Công ty tôi ở Mỹ tôi làm cái gì cũng, tôi là công ty chủ của công ty xây. Nên có nhiều các anh chị nói mày đi muốn mua cộng sản sao mày không về Việt Nam mày ở, không có. Các anh chị phải hiểu như thế này, ở Mỹ này á là ai cũng vậy, tự lực cánh sinh. Có những người lớn tuổi á họ qua đây á thì họ ăn không đi làm thì họ phải đi xin tiền trợ cấp của nhà nước, nó gọi là welfare, để cho cuộc sống họ có cuộc sống, họ ăn uống rồi nhà cửa. Mỹ họ sẽ giúp đỡ. Thì những người đi làm trẻ giống như tôi thì anh ở Atlanta hả? Thì giống như anh Hùng Vũ thì cũng vậy thôi, anh ở bên Mỹ thì anh cũng biết rồi. Anh ở Atlanta thì anh biết, thì giờ nếu mà anh còn trẻ chắc anh cũng chẳng giống như tôi gì, bốn mấy 50. Tôi thì năm nay 54, 55 tuổi rồi, con tôi năm nay 34 tuổi rồi, thằng lớn 34 tuổi, thằng nhỏ tôi ba, thằng thằng nhỏ nhất thì 26, nó còn đang ở trong lính 2 năm nữa nó ra. Thì giờ tôi chào tất cả nha, thì các anh chị nghĩ đi, ở bên Mỹ này thì lúc nào cũng vậy thôi, người mà còn trẻ hay ai đi đi làm đóng thuế thì giúp đỡ, lấy cái tiền thuế đó để giúp đỡ cho những người ăn tiền trợ cấp. Rồi còn những người mà trẻ giống như con của anh Hùng Vũ hay là con của tôi thì mai cái thế hệ sau này nó lớn lên thì giống như em chào anh Bình Bỏ nha, chúc anh có ngày vui vẻ. Thì có những đứa trẻ sau này lớn lên thì nó sẽ gọi là nó lớn lên thì nó sẽ khác đối với lại cái generation giống như tôi với lại những anh chị khoảng bốn mấy 50 đó. Thì cái giai đoạn này á thì chúng tôi chỉ là người thế hệ thứ hai, cha mẹ xong rồi tới hệ tôi là thế hệ thứ hai. Những người bên Mỹ này thì chúng mình giống như là, ví dụ như bây giờ, ví dụ như có những một số anh chị ủng hộ về cha mẹ của các anh chị, cha mẹ các anh chị là ngày xưa cái làm trong cái chế độ cũ, trong chế độ của Việt Nam Cộng Hòa, thì các anh chị vẫn còn đi theo những cái thế thể của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng các anh chị thử nghĩ lại như thế này, bây giờ đất nước mình nha, đất nước như mình biết là trong cái chế độ nào cũng vậy thôi, ở Mỹ hay ở Việt Nam, cái chế độ nào
nó cũng có cái dơ bẩn và cái đúng, coi là cái người đúng. Thì cái thì cái đúng cái sai, thấy không? Nhưng mà cái là mình á, ví dụ như bây giờ nè, cái gì cũng vậy, để cho nó thay đổi từ từ. Mà tự mình lên đây á, lúc nào cũng mà lên đây á, mình cũng phải bắt người ta là phải đi theo nước Mỹ hay là đi theo cái đó, hoàn toàn cái đó là sai. Cái đó là sai. Bây giờ thí dụ như bây giờ nước Việt Nam á, nói tôi cảm ơn anh Hồ Vũ, bây giờ anh thấy là tôi, bây giờ anh thấy là nó khác chưa? Khi mà tôi á, khi mà tôi thấy gì cái sai, tôi cũng là con người giống như anh vậy. Tôi nói thật với anh á, để tôi kể cái quá khứ của tôi cho anh nghe. Tôi kể cho mọi người, tôi kể nhiều lần rồi nha. Tôi là một thằng con lai. Tôi sinh trưởng ở đảo Guam. Từ ngày xưa mẹ tôi và ba tôi lấy, ba mẹ tôi là người người Bắc, người Việt Nam, người Bắc, lấy má tôi á, là lấy ba tôi là người Mỹ. Xong rồi sinh đẻ tôi với chị tôi á, tại đảo Guam, là một trong những căn cứ Mỹ, căn cứ quân lực của Mỹ, tại của nước Mỹ. Thì đảo Guam nó cách Hawaii khoảng 6 tiếng đồng hồ nha. Tôi sinh trưởng ở bên đảo Guam năm 1966 nha. Xong rồi tới năm 1973 thì cha mẹ tôi mang tôi về Việt Nam, thì tôi bị ở lại sau khi giải phóng, bị gạt lại cho tới năm 1980 mấy thì mới quay lại Mỹ theo cái diện con lai. Thì trong cái khoảng đời, cái thời gian mà còn ở Việt Nam á, tôi nói cho các chị nha, gia đình tôi á là ở cư xá Bắc Hải ở thành phố Hồ Chí Minh, là ở gọi là đi theo trong cái thời gian đó ở phường 14 quận 10 á, thì các anh chị thì nghĩ đi, mới giải phóng vô thì tôi sẽ bị gọi là gia đình tôi bị đánh tư sản. Gia đình tôi mới đi đánh tư sản. Hôm nay tôi nói chuyện rất là thâm tí, nói chuyện với anh chị tôi muốn tâm sự thôi, chứ tôi không có lên đây tôi nói là cái chuyện này nọ. Nhưng tôi bị đi đánh tư sản rồi bắt gia đình tôi đi kinh tế mới 3 năm trời. Mà mình còn nhỏ, mình lúc đó mình có 8-9 tuổi, mình đâu có biết con mẹ gì về mà chính chị, chính anh, rồi mình đâu có biết gì về là gọi là xã hội đâu, đúng không? Mà mình cũng bị đi kinh tế mới 3 năm trời, cho tới từ năm 78, 79. Mà các anh chị cứ nghĩ cái thời đó, các anh chị ở đó, ở Việt Nam đó, các anh chị biết không, bị kỳ thị lắm. Tôi là lai mà, kỳ thị lắm. Mà tại sao tôi cũng chả có ghét, phải không? Mình tôi, tại sao mà tôi cũng ho mà mình cũng ho, mình cũng không ghét cái chế độ cộng sản nữa. Tại sao không? Mình cũng nghĩ là cái đó là cái quá khứ của đất nước rồi, chiến tranh mà. Các anh chị thử nghĩ đi, nếu mà mình cứ thù hận hoài á, thì mình cứ thù hận hoài, tại sao mình phải thù hận? Cứ bây giờ mình đã trả qua rồi, cha mẹ mình ngày xưa đi theo gọi là cái gọi là chiến tranh thì miền Nam với miền Bắc thôi, bây giờ đất nước thống nhất rồi, mình bỏ qua đi. Mình thấy cái nào mà nó tốt thì mình thấy mình mừng cho đất nước mình thôi, đúng không? Chứ không phải là tôi lên đây mà tôi đại diện cho cộng sản, hay là tôi nói cái chuyện mà gọi là tôi là tôi qua đây là tôi phải chống mấy anh chị, tôi đại diện ra tôi chống lại những người chống cộng cực đoan. Không có, tôi chỉ biết bảo vệ cho đất nước Mỹ thôi. Các anh hùng rõ cái đấy sự đúng không? Mình ở Mỹ thì mình chỉ biết đi làm đóng thuế và mình bảo vệ cho đất nước Mỹ thôi, chứ tại sao mà mình phải lên đây mình chống đối lại đất nước mình, gọi là cái chính phủ cộng sản, rồi cộng sản đi, bây giờ mình nghĩ cũng không còn là cộng sản nữa. Những người mà làm sai giống như ông này ông nọ, thậm chí mới bắt thêm một ông bộ ngoại giao của ở bên Mã Lai đó, vì cái chuyện tham nhũng ăn bậy bạ và cái chuyện mà đi viện trợ cho những người cứu thương cứu hộ cho những người Covid vừa rồi đó, bị bắt hết. Từ sở y tá y tế rồi đi thử mua khối xe làm nhà băng cho tới phó chủ tịch, rồi cho tới ông này ông nọ cao, ông trung tướng rồi chủ tịch thành phố Hà Nội, bỏ tù hết. Đó, bỏ tù hết. Sai, đúng không? Nhưng mà bây giờ các anh chị thấy đi, Mỹ nó ngày xưa không có gì đâu mà anh phải xin lỗi anh Hùng Vũ. Anh không có gì xin lỗi, tại vì tôi với anh Hùng Vũ chỉ là những người, chúng ta chỉ là những người Việt Nam mình sống ở trên hải ngoại thôi. Các anh
chứ mình lúc nào cũng vậy, quê hương là vầng trăng, quê hương mình lúc nào quê hương mình cũng là quê hương Việt Nam thôi anh, cha mẹ ông tổ ông tiên mình cũng là người Việt Nam thôi anh đừng có, anh đừng có hỏi phải xin lỗi, tôi cũng xin lỗi anh, tại vì có những cái lời mà tôi lên tôi chửi bậy, tôi không hiểu anh là có phải là người chống cộng thật sự hay là anh người đàng hoàng, thì có nhiều khi tôi cũng không có lời nói đàng hoàng, tôi chửi bậy thì tôi cũng xin lỗi anh đừng có cái có nghĩ trong bụng anh là cái chuyện gì hết, thì cho lên đây cho nói cho mình tâm sự với các chị hiểu. Hiện bây giờ tới bây giờ là năm 2023 rồi, cái thời đây là năm năm chấm rồi, thấy không? Ví dụ như bây giờ đất nước mình phát triển thì mình phải mừng cho, đúng rồi anh Hùng Vũ, quê hương là chùm khế ngọt á, cho nói đó, chứ anh Hùng Vũ nghe nè, mình đã đi xa quê hương mình chả làm gì được quê hương, thì mình thấy những cái mà tốt thì mình cũng mừng cho quê hương mình đúng không? Giống như cho anh mình đi thấy, cho anh đi, đi 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 chợ cho thấy những cái đồ mà của đất nước mình nó chập mà nó bán á, mình cũng ủng hộ đó, đây là cái đó mình mua để mình ủng hộ thôi, chứ mình đâu có làm được cái gì cho đất nước Việt Nam đâu, kệ đó. Bây giờ có ai là cộng sản hay cộng hành gì đó, thấy đất nước nó sạch sẽ là được rồi, còn người dân giống như ngày xưa nó khổ lắm các anh chị ơi, tôi nói thật á, cái thời bao cấp nó khổ lắm, tôi nói thiệt cho, tôi bị kỳ thị, tôi với bà chị kế của tôi bị kỳ thị, thị đi học á từ lớp 1 cho tới lớp 5 á, trời ơi họ kỳ thị thấy sợ luôn, Mỹ Lai 12 lỗ đít tù mẹ, nó lấy cức lấy tái rồi nó chặn đục qua đường đủ đủ thứ, nhưng mà thôi cái chuyện quá khứ rồi mình không thù hằn, tại sao mình không mình thù hằn để làm gì, thôi quá khứ là quá khứ mình dẹp qua đi, bây giờ là người ta chủ yếu là để kiếm tiền sống nuôi con cái chúng ta trong cái tương lai thôi, chứ còn bây giờ ví dụ như anh Hùng Vũ hay ai ở bên Mỹ này mình có tiền mình mua mình để dành tiền mua về Việt Nam mua miếng đất hay là mua cái gì đó về để dưỡng già, hoặc là mình con cái mình cho nó ăn học đàng hoàng rồi mình lớn rồi mình về đó mình dưỡng già, nếu mà mình độc thân thì là cứ về bệnh đó mình kiếm một người để sống cuối cuộc đời vậy thôi, còn tôi đây tôi cũng muốn về Việt Nam lắm, chứ anh Hùng Trần anh cũng mới về về bển đó mà tôi không có thời gian về, tại vì bên này trên còn có công ty của trên cho bỏ không có được, mình muốn về mấy lần luôn rồi chứ, về đó là cứ là phải có thời gian nhiều, ở bên này mình bỏ cái thời gian mình ra công ty mình bỏ thời gian ra là đâu có được, không ai coi hết, nên có nhiều khi nó cũng khó chịu lắm. Vừa rồi bà chị mình chết ở bên đó, bà chị hai mình chết ở bên đó, mình cũng đâu có về được đâu, ngay mùa Covid nữa. Đầu mẹ hồi sáng này anh Bình, mấy anh Bình em ngủ dậy bước ra sau hè ở sau lưng cái nhà, tối hôm qua trời mưa nó lớn quá cây nó đổ cả rầm, ông mới sập nguyên cái mái ở đằng sau. Ở nhà tôi ở khu San Jose các anh chị, nhà cửa ở dưới đó đó nó mắc mỏ lắm anh chị, tôi đang ở trên này ở Oakland Linh đó, thì nó nhà nó rẻ, nhà trên này khoảng 500-600 ngàn một căn à, cách nhà tôi khoảng chừng 40 khoảng 40 phút á, lái xe là khoảng chừng 60-70 cây số á, xuống dưới không có căn nào mà 1 triệu đô la hết á, mà nhà như quỷ vậy đó, nhưng mà người Việt Nam mình ở dưới đó nhiều, ở San Jose á người Việt Nam mình ở dưới đó nhiều lắm. Hôm nay mấy hôm nay đi mưa tới nỗi mà nó ngập nước mà nó tràn qua đường cái đường lậu á, có nhiều cái chỗ cái đường á nó không thoát nước kịp á, xe nước tắt máy tắt còn cả cả, cả bao nhiêu chiếc xe vậy đó, nó ngừng nó bị nước vô bô á, còn á tôi nói các anh chị biết hả, cái thời mà lúc mà Việt Nam mình mới còn khổ á, năm 90-91 lúc mà tôi về Việt Nam mấy chuyến đầu tiên á, trời ơi mấy cái thời đó nha, lúc đó đô la nó đổi ra 100 đô thì được 900 ngàn, lần đầu tiên tôi về á, lúc đó còn cho đốt pháo, lúc đó thấy còn còn cái mùa Tết rồi nó còn vui vui, rồi tới 92-93 cái bắt đầu không cho đốt pháo nữa, mà cái thời đó đất nước mình còn khổ bao cấp, mà người Việt kiều về là người ta thấy giống như là trời ơi lạ, giống như mấy cái rồi giống như nhìn giống như thú hay gì á, mấy người nào cũng bay lại nhìn 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 nhìn, ủa anh ở nước ngoài về nó sao sao hỏi nó lạ lắm vui lắm, rồi sau này tới năm 95-96 bắt đầu cái mở đất nước mở cửa lên là bắt đầu mình thấy cũng mừng lắm cho các chị. Hồi xưa tôi đi ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi ở quận 10 á, nhưng mà tự đi học á, ở trường Sư Nguyễn Ánh á,
ở đường Ngô Gia Tự á, xung quanh với lại đường đường gì đường Bà Hạc á, ngay chỗ trường xung quanh á, thì quậy quá cái tôi có ông anh ruột của tôi là dạy trường ở dưới Củ Chi á, kéo đầu tôi xuống dưới Củ Chi, quậy quá đi học phá quá mà khỉ mà, xong rồi cái xuống Củ Chi học cũng mấy tháng á, trước khi đi Mỹ học với nó mấy tháng á, tôi cũng quen với mấy bạn bè với Củ Chi. Trời ơi cái thời đó họ nghèo lắm các chị, 80 mấy họ nghèo lắm. Rồi sau này tôi đi Mỹ cái tôi về cũng giúp đỡ họ. Trời ơi sau này cái từ năm 2000 trở lên cái đất cát nào lên đó, hồi xưa thì ở dưới Củ Chi Đồng Dù á, thì mấy cái khu vòng vòng ở trong cái khu mà gọi là khu cái việc mình gọi là gì, khu Đồng Dù là khu địa đạo Củ Chi á, thì cái thời đó thì đâu có nắng đồ nôi lắm, rồi cái chỗ mà khu tập bắn á, trong khu quân đội nhà cửa rồi ai thèm ở đó. Sau này mấy năm sau này trở lên trở thành thị trấn thì nhà cửa nó lên giá, trời ơi đứa nào nên nó giàu. Mình nói nghe trời ơi lúc này tụi bay ở Việt Nam Việt kiều vẫn có cửa với tụi bay rồi, nên nó hả nhiều khi mình nói như thế này, ở bên Mỹ này có nhiều người họ làm cả đời á cũng có tiền dư giả, ở bên Mỹ này cũng có tiền dư giả, nếu mà chịu khó làm để dành thanh niên thì đừng có cờ bạc rượu chè, đừng có gái gũn thì có thể dư, nhưng mà nó không có dư bằng giống như ở Việt Nam mình, cái là đất cát là làm rồi quýt được cái đầm cái là lên, thấy không? Chào Nguyễn Nguyễn Vương nha. Cái thì mình cũng tâm sự với các anh chị vậy, nhưng mà có một số người đó, họ 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 các anh chị ở bên Mỹ này nè, mình chỉ đưa ra những ý kiến mình nói vậy thôi, nhưng mà các anh chị quá cực đoan, xong bắt đầu lên chửi. Cả những người Việt Nam cũng vậy nữa, mấy người Việt Nam cũng vậy nữa, họ cực đoan, có nhiều người họ cực đoan quá, họ cứ thấy đồng cái nào là Mỹ Mỹ rượu quá, đế quốc Mỹ tụi bay, đế quốc Mỹ tụi bay, trời ơi làm ơn làm phước đi mấy ngày ơi, bây giờ còn Mỹ với Pháp gì nữa, người nào cũng vậy, thù qua thù lại thì cả đời không bao giờ mà nó sẽ thành công, giống như là Palestine với Do Thái gì đó, đụng mà bắn qua bắn là bắn lại chỉ dành cho ông Đức Chúa thôi, có bao giờ mà ngừng được, thì nên cái nào mình bỏ được thì mình bỏ, chứ còn ví dụ như bây giờ mình lên đây ví dụ như mình thấy đất nước Việt Nam mình ok tốt thì mình kể tốt, sai thì mình nói sai, chứ còn gì mình phải sợ, mình nước ngoài mà tôi cũng chả có gì, thấy sai là tôi nói sai à, giống như vừa rồi đó, giống như là vừa rồi đó mấy ông làm mà cái chuyện mà đụng mà đứa nhỏ nó bị rớt xuống dưới cống nó mà móc lên không được, tôi thấy không xong rồi đó, không xong rồi đó, cái chuyện đó là rất là đơn giản. Mà đợi tới 3 ngày để cho đứa nhỏ nó chết ở trong cống mà lên đây ngồi mà bàn luận đu mẹ nó không có nước nó uống không có thức ăn thì nó chết mẹ nó rồi, hơi đâu mà ngồi phải đợi duyệt với lại đợi đủ cái này nọ rồi, cái đó là tôi thấy làm xong rồi, cái nào cũng vậy đó, mình đúng là mình cho đúng, sai là mình phải nói sai, nó mới phát triển được cái đất nước, chứ còn mà mình cái nào mình cũng để cho ngồi rung đùi giống như năm cái thời mà bao cấp vậy đó, chúng ta mới gì? Thắng được chờ 54 thắng được Nhật Pháp, 75 thắng được, 20 năm thắng được, 40 mà chúng ta còn hạ được, mà không chi ngồi đó mà rung đùi suy nghĩ là giống như cái thời Xô Viết thời xưa đó, phải không? Nước Nga đâu nó mạnh mẽ vậy mà nó còn sụp đổ được, không chỉ chúng ta, nên nhiều khi á, bây giờ á, đất nước Việt Nam mình nó cởi mở thì mình thấy nó qua mình mừng đất nước Việt Nam mình, phải không? Nên á, mình thấy bây giờ bất cứ ông nào cũng vậy, ngày xưa đồ la chửi bới giờ có tiền, bây giờ Việt Nam trời ơi, tôi có mấy ông bạn á ông ngày xưa cũng chống đối dữ lắm, Mỹ đi làm ngày xưa cũng là đại quý rồi mà, xong rồi bỏ xong sau thời gian này mấy chục năm mà không về, nói chung là cũng không có tiền, rồi sau này đi làm rồi này nọ thì dành dụm là cũng mới tiền được 3-4 ngàn thì cũng về, trời ơi, Việt Nam bây giờ nó khá quá, trời ơi, Việt Nam bây giờ hả vô là nó khác quá mày ơi, trời ơi, nhà cửa đồ đẹp đỏ mày ơi, nó giống như Las Vegas gì đó, giống như New York gì đó, nhà hàng khách sạn đồ ở bên Việt Nam hả, là trời ơi nhà hàng nó trang trí còn đẹp gấp mấy lần ở Mỹ, tôi nói nhà hàng bên Mỹ mình không nói chê chứ đúng không, nhà hàng bên Mỹ là chỉ có ở bên bên Houston với lại ở bên Atlanta đó, thì mấy cái vùng ở bên đó nhà cửa nó rẻ, đất cát nó nhà rẻ thì người ta trang trí thì nó đẹp,
Chứ còn ở bên San Jose này vô mướn một cái chỗ á mấy mấy ngàn đồng chỗ rồi. Rồi mắc mỏ nữa, nên nhiều khi người ta mở cái nhà hàng người ta đâu có dám bỏ tiền nhiều nữa để trang trí, nên nó xấu là xấu luôn. Nên bởi vì nhiều khi mình cũng không chơi được, không chơi ấy được. Nên nhiều khi á chị ơi, mình nói á, ở trên đời này á, mình không phải là thần thánh gì các chị. Cuộc đời á nó ngắn ngủi lắm nha, mình nên vui, mình làm mình nói cái tiếng nói của mình, cái gì cho nó đúng thì mình đúng. Chứ còn các anh em của chúng ta mình giống như tôi hoặc anh Hùng Vũ hay là hôm qua anh đừng buồn cười lắm nha, ông nội kia đâu mất tiêu rồi, ông gì đâu, ông trai gì hôm qua, ông trai gì là thăm đoàn rồi u cự, ông chửi tôi xong một lát rồi mẹ ông nhảy lên ông nói tôi đâu biết đâu, mẹ tôi thấy cái nick này lạ lạ quá, cái gì ông Tony Phan, tôi đi đặng với anh, ông chửi mình tà le, cái rốt cuộc là bạn mình ở bên Seattle đủ cửa ông, rốt cuộc hai ông Tony Đoan đó rồi, ông ở trên Bottle, mình nữa thì ở dưới ông ở trên Linwood Bottle, ông ở cùng một tiểu bang với mình, rốt cuộc cái mình vô mình nhìn cái đít nó chết mẹ rồi, đủ má bà con không à, trong trùng một tiểu bang luôn mình biết. Xong hai thằng xin lỗi. Nhiều khi á tôi nói anh chị biết không, tôi ghét nhất là ai hù dọa tôi á, tôi ghét chết rồi, tôi ghét ghê luôn. Ông má thằng nào mà hù tôi rồi má mẹ đâu mày bưng bông sẵn nó tới mình ghét mình tôi giết mày. Biết tôi mà đủ mẹ, tôi cũng là lính ra mà đủ đâu phải là dễ đâu ai hiếp được. Sắp có Tết tới rồi, cái Việt Nam mình giờ cái vui ha. Ở Mỹ cái Tết không Tết tôi thấy cũng bình thường rồi các anh chị ơi. Mỹ thì Tết không Tết còn cũng đi mừng thôi à, ngày nào cũng phải đi làm thôi. Tết là thường ở bên Mỹ, tôi chào tất cả các anh chị nha. Tết ở bên Mỹ thì cũng là chỉ cái chủ yếu là Tết Tây thôi, chứ còn Tết ta Việt Nam mình thì tùy theo người thôi. Bây giờ bên Mỹ là mới có 5:15 thôi á anh chị, mà bữa hôm nay đi á thì từ 8:80 từ miền từ Bắc đi về Nam á, từ thành phố ở bên miền Bắc đi về miền Nam á, là tôi đi về miền Nam á là tôi bên San Jose đi về San Jose bên Oakland đi về San Jose á, thì nó nói nó bớt kẹt xe vô, thường nó đi là nhích 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 nhích. Mỹ ở bên Mỹ này á, là nó cho mình lái quá, thường là cho mình lái được 100, 101, mình quá lái cái đó là nó quá tốc độ nó phạt thấy mẹ luôn. Đường ở bên Mỹ này các chị thấy không, là bốn 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 năm lên, ở ngoài á, là cao tốc mình chạy cái đó mình phải trả 5 đồng, cái sau 4 giờ mình phải trả 5 đồng, còn mà chạy mấy cái đường trong này thì không tốn tiền, cái đường ở ngoài thì dành cho ai trả tiền mới được chạy, nó gọi là BOT á các anh chị,